Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà một món chay cũng rất là ngon nữa, đó là món cánh gà chiên nước mắm chay. Món này sau khi hoàn thành rồi thì cánh gà rất là dai nè, vị thì đậm đà ha, mặn mặn ngọt ngọt, cay cay nhẹ, ăn cơm rất là ngon luôn. Cách làm món ăn này thì rất là dễ, bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Nguyên liệu chính của chúng ta đó là tàu hũ kia tươi, ở đây em có 500g. Cả nhà có thể sử dụng tàu hũ kia cộng hoặc là tàu hũ kia lá đều được nha. Tàu hũ kia sau khi mua về thì mình rửa sạch để ra cái rổ cho nó ráo nước như thế này ha. Và cái lớp da bên ngoài em dùng là tàu hũ kia lá khô, ở đây em sử dụng 3 lá nha cả nhà. Thì mình mua tàu hũ kia về á thì mình cắt bỏ đi mấy cái phần viền ở bên ngoài, tại vì nó cứng á, nó sẽ rất là khó gói. Thì khi mà chọn tàu hũ kia để mình gói á, thì cả nhà nhớ là chọn những cái miếng lành không bị rách ha. Sau khi mà cắt hết mấy cái rìa rồi thì mình sẽ đem rửa lại với nước, rồi mình để ra cái rổ cho nó ráo, chứ mình không ngâm với nước quá lâu nha cả nhà. Mình chỉ rửa sơ ngang với nước thôi. Rồi, bây giờ thì em sẽ mang cái tàu hũ kia tươi nè, mình sẽ cắt nhỏ nhỏ nó ra ha. Bây giờ thì em bắt một nồi nước, cho vào đây là nửa muỗng canh muối. Đó, em sẽ đậy nắp lại và đợi cái nồi nước cho nó sôi lên nha. Nồi nước bây giờ nó đã sôi lên rồi nè, em sẽ cho hết cái phần tàu hũ kia vào đây. Đó, rồi mình sẽ đậy cái nắp lại, rồi mình sẽ luộc tàu hũ kia trong vòng 3 phút nha cả nhà. Sau 3 phút thì em sẽ bắt đầu nè, vớt cái phần tàu hũ kia này ra, để ra cái rổ để cho nó nguội ha. Bây giờ thì em sẽ dùng một cái túi vải như thế này, hoặc cả nhà có thể dùng khăn sạch cũng được. Thì sau khi mà tàu hũ kia nó nguội rồi thì mình sẽ cho cái phần tàu hũ kia vào cái túi vải này để mình vắt cho nó thật là khô nước nha. Nếu như mà ở chỗ cả nhà mà không có mua được tàu hũ kia tươi á thì cả nhà có thể thay thế bằng đậu hũ cũng được. Tuy nhiên thì mình sử dụng đậu hũ không á thì nó sẽ ít cái độ dai hơn là mình sử dụng cái tàu hũ kia nha cả nhà. Thì khi mà vắt khô nước rồi thì em sẽ cho nó ra một cái thau lớn như thế này ha. Bây giờ thì em sẽ nêm vào đây là 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay và 1 muỗng cà phê tiêu. Để cho món cánh gà được thơm hơn thì em sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh hành phi. Cả nhà kiêng ngũ vị tân thì mình có thể là bỏ qua bước này. Bây giờ thì em sẽ trộn sơ nó lên. Bây giờ thì em sẽ nhồi bằng tay để cho các gia vị nó thấm đều vào cái tàu hũ kia nha cả nhà. Cái phần tàu hũ kia lá nè, đó, bây giờ thì em sẽ cắt nó ra làm 3 như thế này. Thì tùy vào sở thích của gia đình, mình thích làm cái cánh gà lớn hay cánh gà nhỏ mà mình có thể cắt đôi hoặc là cắt 3 nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ cho một ít cái phần tàu hũ kia tươi vào trong cái lá tàu hũ kia rồi mình cuốn nó lại thôi. Thì nếu mà cả nhà muốn là từng cái cánh gà nó đồng đều với nhau thì mình sẽ cho lên cân mình cân. Đó, thí dụ như một cái cánh gà mình làm khoảng 70g hoặc là 80g tàu hũ kia thì mình cứ cân mình chia ra để cho nó đều nha. Về hai cái đầu thì cả nhà có thể bẻ luôn hai cái đầu vào cũng được, hoặc là mình bẻ một đầu như em cũng được ha, mình thích làm sao thì mình làm vậy.
Sau khi cuốn vào xong thì em sẽ dùng chỉ nè, đó. Rồi mình sẽ quấn cái này để cho nó dẻ chắc cái phần cánh gà nha cả nhà. Và cả nhà lưu ý là mình cũng đừng có quấn xiết quá nha, quấn xiết quá thì cái lá tàu hũ kỳ nó sẽ bị rách á. Thì mình cứ quấn nè, từ đầu cho đến cuối luôn. Tới đây thì em sẽ bắt đầu kéo nè cả nhà, kéo lơi lơi thôi để cho nhìn nó giống cái cánh gà hơn. Với cái cách này thì em cũng chia sẻ với cả nhà một lần là làm cái con tôm chay á cả nhà. Làm tôm chay thì mình sẽ kéo cái phần đuôi tròn lên nữa, còn cánh gà thì mình cho nó lơi lơi như thế này thôi. Đó, như vậy là em đã làm xong một cái cánh gà rồi đó cả nhà. Đó, thì như vậy tiếp tục cả nhà làm đến hết cái phần còn lại ha. Thì em có chuẩn bị ở đây là một cái nồi nước sôi rồi nè. Đó, sau khi mà làm xong hết cái phần cánh gà thì mình cho vào cái nồi này, rồi mình sẽ hấp chín ha. Thì cái phần cánh gà này em sẽ hấp trong vòng 30 phút nha. Sau khi mà hấp đủ thời gian á, thì em sẽ lấy cái phần cánh gà ra, rồi mình để cho nó thật là nguội mình mới đem chế biến nha cả nhà. Hoặc nếu mình không gấp thì mình có thể là cho vào ngăn mát tủ lạnh qua một đêm để cho cái phần cánh gà nó dẻ chắc lại thì mình chế biến món ăn nó sẽ ngon hơn. Và đây là cái phần cánh gà mà em đã để ngăn mát tủ lạnh qua một đêm rồi nè. Bây giờ thì em sẽ cắt bỏ cái phần dây ha. Về cái phần cánh gà em sử dụng hôm nay là 300g, mình sẽ chế biến cái món cánh gà chiên nước mắm nha. Thì đầu tiên em sẽ đi băm nhỏ 7 cái tép tỏi nè. Em bắt sẵn một cái chảo dầu rồi, đợi dầu nóng thì mình sẽ cho hết cái phần cánh gà vào đây. Mình sẽ chiên cho nó vàng đều hết tất cả các mặt nha. Sau khi cái phần cánh gà nó đã vàng đều thì em sẽ lấy hết nó ra. Dầu ở trong chảo này thì em đổ ra bớt rồi, em chỉ chừa lại khoảng một muỗng canh thôi. Bây giờ em sẽ cho hết cái phần tỏi vào đây. Đó, mình sẽ xào đều để cho cái phần tỏi nó vàng thơm nha. Sau khi mà cả nhà thấy tỏi nó vàng thơm như thế này thì em tắt bếp, em cho vào đây là một muỗng cà phê hạt nêm chay, một muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng canh đường, 2,5 muỗng canh nước mắm chay. Em sẽ cho tiếp vào đây là một muỗng canh tương ớt. Rồi em sẽ đảo lên để cho cái gia vị nó tan nha cả nhà. Và để tạo cái màu cho cái món sốt nó được đẹp hơn thì em cho vào đây là một muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc. Nếu cả nhà không có thì mình có thể bỏ qua bước này. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở bếp lên nè, rồi mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp nó sôi lên.
Sau khi hỗn hợp sôi thì mình sẽ cho hết cái phần cánh gà chay vào đây. Mình sẽ đảo đều để cho cái phần cánh gà nó thấm đều gia vị. Và cái phần gia vị này thì em làm nó đậm đà để ăn cơm nha cả nhà. Còn nếu mà cả nhà muốn làm để mà mình ăn nhâm nhi á, thì mình sẽ giảm cái lượng đường và cái lượng nước mắm lại nha. Thì về cái phần nước sốt này thì cả nhà có thể nêm nếm rồi cân chỉnh lại theo khẩu vị gia đình ha. Khi cả nhà thấy là cái phần cánh gà nó rút hết cái phần gia vị vào như vậy là được rồi, em sẽ tắt bếp rồi mình sẽ cho nó ra dĩa rồi ăn cơm luôn. Em có chuẩn bị sẵn ở đây một cái dĩa nè, mình xếp xung quanh là dưa leo ha, hoặc cả nhà có thể xếp cà chua, xà lách đều được. Đó, rồi mình sẽ cho hết cái phần cánh gà vào đây. Thì khi ăn á, cả nhà có thể để nguyên cái cánh vậy rồi ăn tới đâu mình cắn tới đó. Hoặc là mình muốn dễ ăn hơn thì mình có thể dùng kéo mình cắt nó ra từng đoạn nhỏ nhỏ cho nó dễ ăn ha. Như vậy là em đã vừa hoàn thành xong cái món cánh gà chiên nước mắm chay, rất đơn giản dễ làm nè. Thành phẩm ra thì phần cánh gà rất là dai, chắc và vị thì mặn mặn ngọt ngọt nè, cay cay nhẹ, rất là thơm, đậm đà, ăn với cơm trắng rất là ngon luôn. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu thấy yêu thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.